Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ mô pin đánh lửa cho dòng xe Smart phiên bản Smart Fortwo. Bộ mô pin đánh lửa là sản phẩm chính hãng được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Anh và được sản xuất tại Nhật Bản theo tiêu chuẩn chính hãng của Smart. Mô pin được sản xuất với chất lượng vô cùng cao cấp. Và được sản xuất tại Nhật Bản. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Smart cũng như các dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ chúng tôi để được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.